Hiếu Ngân là sinh viên năm tư, trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên. Ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, em đã luôn cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành sinh viên tiêu biểu. Mới đây, Hiếu Ngân đã được tuyên dương là sinh viên năm tốt cấp trung ương, cấp tỉnh và là một trong hai đại diện của tỉnh Thái Nguyên nhận giải thưởng sau tháng riêng. Với em, khi đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt và giải thưởng sau tháng riêng là một niềm vui, một niềm vinh dự đối với em cũng như là tất cả các bạn sinh viên. Đây là một niềm tự hào đối với chúng em trong suốt những năm tháng tại giảng đường đại học. Bản thân em nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc phát triển, lan tỏa phong trào sinh viên năm tốt tới tất cả các bạn sinh viên trong toàn tỉnh. Nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ không chỉ được nhắc tới là một phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ năng động và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, chị còn được biết tới là một tấm gương thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu với mô hình chăn nuôi chim bồ câu Pháp với thu nhập bình quân 100 triệu trên một năm. Trong thời gian tới thì mục tiêu phát triển của tôi đó sẽ là, thứ nhất là sẽ mở rộng mô hình trang trại của gia đình, không chỉ dừng lại ở sản phẩm chim bồ câu thương phẩm mà có thể mở rộng ra một số sản phẩm nông nghiệp bền vững và thực phẩm sạch khác. Đồng thời với đó là tôi sẽ hướng dẫn các hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên sẽ cùng tham gia khởi nghiệp và hướng tới những cái sản phẩm nông nghiệp phát triển chính tại địa phương của mình. Năm 2023 là năm đầu tiên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức tuyên dương nữ thanh niên tiêu biểu và sinh viên năm tốt. 40 nữ thanh niên tiêu biểu từ các huyện, thành đoàn và các đơn vị trực thuộc đã có đóng góp tiêu biểu cho các phong trào, hoạt động của Tổ chức Đoàn Thanh niên. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cùng 73 sinh viên và một liên chi hội đặt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh năm 2022. Đây là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thanh niên Thái Nguyên. Hoạt động tuyên dương nữ thanh niên tiêu biểu là hoạt động khởi đầu giữa hai đơn vị trong một cái giai đoạn mới vừa ký kết năm 2023 đến năm 2027. Chương trình sẽ là động lực để kịp thời khích lệ và phát huy những đóng góp của thanh niên đối với công tác hội, công tác đoàn, xây dựng tổ chức hội, tổ chức đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Việc tổ chức tuyên dương nữ thanh niên tiêu biểu, sinh viên năm tốt, tập thể sinh viên năm tốt sẽ tạo môi trường để khơi dậy khát vọng, ước mơ, hoài bão, tạo cảm hứng để thế hệ trẻ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân, đóng góp sức trẻ, trí tuệ của mình, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, hiện đại, văn minh.